Trả lời phỏng vấn tờ New York Times, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ và các đồng minh NATO nên trực tiếp tham chiến và đảm nhận vai trò lực lượng phòng không ngăn chặn các đợt không kích của Nga, đồng thời cung cấp thêm vũ khí cho phép quân đội Ukraine có thêm lợi thế trên chiến trường. Phát biểu trên của ông Zelensky được đưa ra vào đúng ngày cuối cùng trên nhiệm kỳ tổng thống của ông ngày 20 tháng 5. Tuy nhiên, do xung đột với Nga, quá trình bầu cử đã bị tạm hoãn. Cũng theo ông Zelensky, NATO hoàn toàn có thể đánh chặn tên lửa Nga trên bầu trời Kiev và cho rằng đồng minh phương Tây đang quá sợ hãi trước những lo ngại về một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Moscow. Ông Zelensky nói với tờ New York Times rằng, vấn đề ở đây là gì? Tại sao chúng ta không thể bắn hạ chúng? Đây có phải là hành động tự vệ chính đáng hay không? Đây có phải là một cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga hay không? Tổng thống Ukraine cho rằng việc NATO đảm nhận vai trò lực lượng phòng không ở Kiev không tạo ra mối đe dọa trực tiếp nào đến máy bay Nga hay phi công Nga, càng không thể đẩy các nước NATO vào một cuộc chiến với Moscow. Ông Zelensky cũng nhắc lại việc Mỹ và Anh đã hỗ trợ Israel ngăn chặn cuộc tấn công tên lửa của Iran vào tháng 4 vừa qua. Mặc dù NATO đã nhiều lần lên tiếng rằng hai tình huống này hoàn toàn khác nhau. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng yêu cầu NATO viện trợ thêm ít nhất 7 hệ thống phòng không Patriot và mong muốn đề xuất này sẽ được thực hiện trước hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington sắp tới. Ông Zelensky cũng bác bỏ mọi lời chỉ trích về nền dân chủ Ukraine, đưa ra việc trì hoãn vô thời hạn các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống bằng cách tuyên bố rằng Kiev không cần phải chứng minh bất cứ điều gì về dân chủ với bất kỳ ai, bởi vì Ukraine và người dân của họ đang chứng minh điều đó thông qua cuộc chiến hiện tại. Những tuyên bố trên được nhà lãnh đạo Ukraine đưa ra trong bối cảnh quân đội Nga tiến dọc chiến tuyến từ vùng Donbass đến Kharkov. Không chỉ ông Zelensky mà các chỉ huy quân sự của Ukraine cũng kêu gọi NATO tăng cường viện trợ, đặc biệt là hệ thống phòng không Patriot và máy bay chiến đấu F-16, cùng yêu cầu dỡ bỏ các hạn chế sử dụng vũ khí do phương Tây chế tạo để có thể tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga. Trong bối cảnh này, Ngoại trưởng Hungary Peter Sijato cảnh báo, một số chính trị gia châu Âu muốn gửi quân đến Ukraine, trong khi các chính trị gia châu Âu khác đang mơ tưởng đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Trong mọi trường hợp, điều này đồng nghĩa với chiến tranh thế giới và những người ở gần xung đột vũ trang sẽ phải trả giá cho điều này. Trước đó, ông cũng nhấn mạnh, nếu một thành viên NATO triển khai quân trên bộ ở Ukraine, đó sẽ là một cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga và sau đó là chiến tranh thế giới thứ ba. Ông cho biết Hungary cảm thấy mệt mỏi với những tuyên bố nguy hiểm về cuộc xung đột ở Ukraine. Ông nói, chúng tôi đã mệt mỏi với những nỗ lực lôi kéo toàn bộ châu Âu và thậm chí toàn bộ thế giới vào cuộc chiến. Chúng tôi mệt mỏi với những tuyên bố về ý tưởng triển khai quân và sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Nhà ngoại giao Hungary dường như đề cập đến những phát ngôn gần đây của một số nhà lãnh đạo châu Âu, trong đó có tổng thống Pháp Emmanuel Macron, về việc không loại trừ khả năng đưa quân đến Ukraine hay cho phép Kiev sử dụng vũ khí viện trợ để tập kích vào sâu lãnh thổ Nga. Liên quan đến vấn đề này, ngoại trưởng Hungary bày tỏ hy vọng rằng tại cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào ngày mùng 6 tới ngày mùng 9 tháng 6, cử tri sẽ có thể gửi tín hiệu đến các chính trị gia châu Âu đang nói những điều vô nghĩa. Quan điểm của Hungary là vấn đề xung đột và hòa bình sẽ được giải quyết tại các cuộc bầu cử này và yêu cầu hỗ trợ các đảng chính trị phản đối việc tiếp tục xung đột vũ trang ở Ukraine. Hungary luôn phản đối sự tham gia ngày càng tăng của cả NATO và EU vào xung đột ở Ukraine, phản đối hỗ trợ Kiev về mặt quân sự, bao gồm cả việc gửi vũ khí hoặc huấn luyện quân đội Ukraine. Giáo sư lịch sử chuyên về Đông Âu và Liên Xô tại Đại học Yale, Mỹ, Timothy Snyder, so sánh xung đột nga ukraina trong 3 năm qua với thời kỳ ngay trước chiến tranh thế giới thứ hai. Ông cũng cảnh báo về nguy cơ chiến tranh thế giới thứ ba cận kề hiện nay. Ông nói, chúng ta hiện ở giai đoạn năm 1938. Ông cho rằng Ukraine của năm 2024 giống như tiệp khắc của năm 1938. Trong khi đó, Kiev thường xuyên cảnh báo phương Tây rằng nếu Ukraine thất bại trước các lực lượng Nga, thì các nước châu Âu sẽ kế tiếp trên danh sách tấn công của Nga. Ngay sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng nếu Ukraine không trụ vững thì châu Âu cũng sẽ không trụ vững được. Trong năm 2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố mọi thứ đều có thể xảy ra khi ông thảo luận về khả năng liệu một cuộc chiến rộng hơn có bùng phát giữa Nga và các nước phương Tây hậu thuẫn cho Ukraine. Vào giữa tháng 3 năm 2024, ông Putin nói rằng địa cầu đang chỉ cách đại chiến thế giới thứ ba quy mô lớn một bước chân. Trong buổi họp báo lần đó, Tổng thống Putin cho biết thêm, tôi nghĩ chẳng ai mong muốn kịch bản này. Tháng trước đó, Tổng thống Belarus Lukashenko, đồng minh thân cận hàng đầu của ông Putin cảnh báo thế giới một lần nữa đã bước tới miệng vực thẳm. Ông Lukashenko cho biết, có cơ sở cho những mối quan ngại về một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba và nước Nga trên thực tế đã khởi động cuộc tập trận hạt nhân vào ngày 21 tháng 5 năm 2024, huy động các vũ khí chiến thuật như tên lửa đạn đạo Iskander và tên lửa siêu vật âm Kizan. Ukraine và phương Tây cho rằng ông Putin liên tục dọa họ bằng mối nguy hiểm chiến tranh hạt nhân kể từ khi nổ ra xung đột nga ukraina Tuy nhiên, Điện Kremlin tuyên bố họ chỉ đang đáp trả mối đe dọa an ninh chống lại nước Nga như là việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từ chối loại trừ khả năng triển khai binh lính người Pháp tới Ukraine. Vào ngày 22 tháng 5, chính quyền Nga tuyên bố phương Tây cần tham gia đàm phán sâu rộng để xoa dịu căng thẳng hạt nhân đang leo thang, nhưng các nước phương Tây đến nay vẫn từ chối làm điều này. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, căng thẳng leo thang tại châu Âu và xung đột ở nhiều khu vực trên toàn cầu đang làm suy yếu tính ổn định và khả năng dự đoán. Ông Peskov nhấn mạnh, việc leo thang hơn nữa những căng thẳng này có khả năng gây nguy hiểm, bao gồm cả trong lĩnh vực hạt nhân. Cuộc chiến Ukraine đã khiến mối quan hệ Đông Tây rơi vào thời điểm nguy hiểm nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Các nhà phân tích cho rằng các cuộc tập trận của Nga được lên kế hoạch như một tín hiệu cảnh báo nhằm ngăn chặn phương Tây can thiệp sâu hơn vào cuộc chiến ở Ukraine. Cuộc tập trận hạt nhân của Nga cũng có sự liên quan của Belarus cũng như các vùng lãnh thổ Ukraine do Nga kiểm soát. Trong khi đó, lực lượng Ukraine ở Bakhmut bắt đầu sử dụng các lô đạn pháo mới để ngăn chặn đà tiến của quân Nga. Viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại Mỹ nhận định, Điện Kremlin đang tính toán thời điểm tung ra thanh kiếm hạt nhân trùng với các cuộc thảo luận chính trị quan trọng ở phương Tây. Theo báo cáo của viện này, điều này được thực hiện như một phần của chiến dịch có chủ đích nhằm tác động đến những người ra quyết định của phương Tây. Viện nghiên cứu chiến tranh lưu ý, một blogger nổi tiếng người Nga đã nhận định rằng các cuộc tập trận hạt nhân có liên hệ trực tiếp với những nỗ lực của Điện Kremlin nhằm tác động đến việc ra quyết định của phương Tây. Động thái này diễn ra song song với những cuộc thảo luận gần đây về việc cho phép Kiev sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công các mục tiêu quân sự ở sâu trong lãnh thổ Nga. Điều này khẳng định đánh giá của viện nghiên cứu chiến tranh rằng các vụ phô diễn vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga là một phần trong chiến dịch có chủ đích của Điện Kremlin, bởi Moscow thường sử dụng vũ khí hạt nhân để gây ảnh hưởng tới những người ra quyết định ở phương Tây. Viện nghiên cứu chiến tranh cũng đánh giá rằng các chính sách của Mỹ và phương Tây hạn chế khả năng Kiev tấn công các mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga, làm suy yếu nghiêm trọng khả năng tự vệ của Ukraine trước chiến dịch hiện tại của Moscow ở khu vực phía Bắc Kharkov hoặc bất kỳ khu vực nào dọc biên giới, nơi quân đội Nga có thể quyết định tiến hành hoạt động tấn công trong tương lai. Sau đây là những nhận định đáng chú ý của Viện Nghiên cứu Chiến tranh về cuộc tập trận hạt nhân của Nga. Thứ nhất, Điện Kremlin tiếp tục điều chỉnh thời gian tập trận có khoa mục sử dụng vũ khí hạt nhân của mình Chung với các cuộc thảo luận chính trị quan trọng ở phương Tây, như một phần của chiến dịch có chủ đích nhằm gây ảnh hưởng đến các chính trị gia phương Tây. Thứ hai, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lưu ý rằng cuộc tấn công hạn chế của Nga ở miền bắc Ukraine đang đạt được mục tiêu chuyển hướng sự chú ý khỏi các hoạt động tấn công thọc sâu của Nga ở miền đông nước này. Thứ ba, các chỉ huy quân sự Nga ban đầu lên kế hoạch cho các lực lượng Moscow nhanh chóng đạt được những thắng lợi đáng kể ở khu vực phía bắc Kharkov, nhưng việc triển khai lực lượng hạn chế trong khu vực cho thấy các chỉ huy quân sự nga có thể đã thay đổi các kế hoạch này trước khi phát động tấn công